Từ trước công nguyên, con người đã sản xuất ra những vật dụng trong gia đình từ đất sét. Đó là điểm khởi đầu của nghề làm đồ gốm. Nghề làm đồ gốm hiện đại được chia ra làm ba nhánh là đồ sứ, đồ gốm và đồ sành sứ. Ba loại khác nhau ở tỷ lệ đất sét và phương pháp nung chín. Chiếc bình sứ này được nảy sinh trong đầu của một nghệ nhân trên bàn quay với những dụng cụ chuyên nghiệp, người ta tạo hình cho một chiếc bình mẫu bằng bột thạch cao giống như trong hình vẽ. Người ta có thể xác định được đường kính của bình bằng một chiếc compa. Sản phẩm này có kích thước lớn gấp 7 lần kích thước của sản phẩm cuối cùng, bởi vì trong quá trình được nung chín, khi vật liệu khô đi, bình sứ sẽ bị còn nhỏ lại. Người thợ làm đồ sứ sẽ khắc một số chi tiết và gắn kết các chi tiết rời lại với nhau bằng tay. Nhờ vào khuôn mẫu này, ta có thể làm một chiếc khuôn đầu tiên bằng thạch cao cứng, có thành phần cơ bản là loại khoáng gips. Từ chiếc khuôn đầu tiên này, ta có thể tạo ra một chiếc khuôn chuyên sản xuất đồ sứ bằng nhựa hoặc bằng thạch cao. Đầu tiên, người ta đổ thạch cao vào trong khuôn. Người thợ sẽ đỡ bằng tay để phá vỡ những bọt khí có thể phá vỡ cấu trúc của thạch cao trong khuôn. Tiếp theo, người ta để cho khuôn khô trong điều kiện khí hậu bình thường suốt cả một đêm. Sau đó, nghệ nhân dỡ khuôn bằng thạch cao ra khỏi chiếc khuôn đầu tiên. Khâu này cần tới 15 phút. Một chiếc khuôn sản xuất thạch cao có thể khô đi trong khoảng 48 giờ trước khi được đưa vào sử dụng. Sau đó, chiếc khuôn đó có thể được dùng cho 200 lần đúc khuôn. Mỗi chiếc khuôn sẽ được xác định bởi một số series trên vỏ ngoài. Hỗn hợp dùng để trộn được loại bột sành sứ là bột tan. Đó là một loại khoáng chất có tên là Sienit Nephelilix, một loại đất sét đậm màu, silic và đất sét trắng mà ta biết dưới cái tên là Kaola. Tất cả hỗn hợp trên sẽ được trộn với 40% nước. Hỗn hợp được đổ vào trong khuôn sản xuất dưới một áp suất cao và ổn định để tránh hình thành các bọt khí. Khuôn bằng thạch cao sẽ hấp thu nước dần dần, sẽ tạo ra một loại bột sành sứ dẻo và ẩm có độ dày khoảng 0.5 cm. Một nửa giờ sau, khi lớp bột dẻo đó cứng lại, phần chất lỏng còn ở lõi sẽ bị loại bỏ. Người ta cắt bỏ phần sành sứ thừa ở phần trên của chi tiết. Tiếp theo, sau khoảng 45 phút, chiếc bình sẽ được dỡ ra khỏi khuôn. Người ta cần phải thao tác với chiếc bình thật khéo léo và không có lực ép nào quá lớn. Nếu một ngón tay bấm quá mạnh thì vết tay sẽ xuất hiện trên bình khi bình được nung chín. Sau khi được sấy khô trong khoảng 24 giờ đồng hồ, người ta gọt sạch những diêm thừa tại vạch ngăn cách giữa hai nửa của khuôn. Nghệ nhân sẽ mài bằng miệng và đáy của bình trên một tấm đá ẩm. Sau đó người ta đánh bóng bề mặt của chiếc bình bằng một tấm bọt mút. Trái ngược với đồ gốm có bề mặt sáng bóng sau khi nung chín, đồ sành sứ có mặt xỉn hơn. Để bề mặt của đồ sành sứ sáng bóng hơn, người ta vẽ lên bề mặt của chiếc bình những chi tiết sơn mài hoặc đồ trắng men. Người ta phủ một lớp vernix trong lên toàn bộ bình gốm để các họa tiết được bám chặt vào vỏ bình. Cuối cùng, ta đặt bình vào trong một lò nung có kích thước bằng một căn phòng để nung trong khoảng 8 tiếng đồng hồ. Trong quá trình nung, nhiệt độ có thể đạt tới 1.000 độ C. Sau khi ra khỏi lò, đồ gốm sứ được để nguội trong khoảng 2 giờ. Nhiệt độ cao sẽ kích hoạt màu sắc và làm màu sắc lộ ra khỏi lớp vernix trong, biến một màu đất sét thành một tác phẩm nghệ thuật hay một chiếc bình, một chiếc lọ theo yêu cầu của bạn.